Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình. Hơi dữ. Hơi hung dữ. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Nhã nhặn chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh. Mời bạn nữ. Tường. Rồi, bây giờ bắt đầu mình giới thiệu về lý lịch của mình đi ha. Lớn lên cho bạn bên kia nghe nha. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. À, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ, hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè, tháo bát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập. Cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nè ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được một người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. À, tình trường của em thì sao nè? Dạ thì em cũng trải qua được hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to, 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường, đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Tướng thấy tình hình có ổn định không? Dạ ổn. Được không? Tứ đổ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có ha? À, tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ sẽ nghe sợ ghê luôn vậy đó. Giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại được. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó là điểm mạnh. Mình thấy mình mừng cho mình. Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? Anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không. Chỉ có làm hai lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? Nếu như mình chê mình thì không được. Nhưng mà nếu như mình khen thì khoảng 90% đi. Tùy theo vào cách mỗi người nhìn nhận nữa. Rồi trong mọi tình huống nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Anh hiểu 80% đó. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn. Không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Nãy giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao? Có tào lao xí đế không? Mình cảm nhận là chưa. Chưa nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Hồi anh. Thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên. Đừng cao quá. Dạ em có 53 à. Mà em mang guốc cỡ một tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. À, cho nên là trước nó sai nó lại tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. Hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Dạ chào anh, chào anh Linh. Nãy giờ em nghe bên đàn trai nói như vậy, em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào?
Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi, nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em, là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á người ta nói là em là cũng trán hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc là về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm, cho nên em nghĩ là nói chung bình cộng là được rồi anh. Mình hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng, hồ hối. Dạ chị. Rồi chào anh. Trời mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, đều hô, hơi hói hô thôi. Hô quá thì hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ, bị hố. Người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương, chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu để sau này mình còn tự hào nữa. Được. Trong tài cái nào. Rồi. Tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa. Đúng mệt lắm. Phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á, mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã tin thích tưởng. À, cho ai cho thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi. Mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn trong trường quay. Nói về tiền á thì nếu mà chưa có hiểu á, có thể thấy là bạn hơi khó, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. Có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai bạn tướng? Dạ hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á, thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè. Rượu chè cờ bạc thì cũng không có luôn. Rất là có trách nhiệm với bản thân của mình. Nên anh khó tính như vậy em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặt đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi cảm ơn em. Rồi thời khắc quan trọng đã đến, cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn, chúng ta còn 2 phút để gặp gỡ trò chuyện. Rồi mời các bạn. Cảm ơn. Rồi các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ anh đang ở khu vực nào anh? Bình Tân. Bình Tân gần ở Tân Sơn. Dạ em thì quận 8, cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm là giống Nhã Phương, mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhôi, mà bây giờ em cũng hay giỡn, mà có khi giỡn quá mức á thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giỡn kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi ly kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn, hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm, bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả, mà mang lại phiền não cho anh thôi. Dạ. Cho nên là anh nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết, thì anh cũng nhìn thấy em là người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là cũng tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh à. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó. Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì anh
em thích đi đâu anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá. Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Yeah, hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể để hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh? Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới. Không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. Làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha. Quyết định do mình hết. Nãy nó rút ngắn thời gian vậy đó, rút luôn đi. Chứ anh còn muốn gì nữa? Hôn bạn gái cho đi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Khuyên và em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em dạy về tài chính. Tài chính. Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Phương Đông, năm nay em 32 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty kỹ thuật tự động An Dương. Quê bạn ở đâu? Em là người gốc ở ngoài Bắc. Bây giờ này sống Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, em sống ở Thành phố. Với ai? Dạ, em sống với lại ba mẹ. Một cô giáo dạy đại học rất là duyên dáng. Tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, trước đây em cũng có hỏi câu đó. Nhưng mà sau khi em xem chương trình của mình á, em thấy là ế thì nó không phân biệt chiều cao, cân nặng, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính. Cho nên thì ai cũng có thể ế. Thay vì em hỏi là tại sao ế thì em hỏi là làm sao mình hết ế. Cho nên là hôm nay em có mặt ở đây. Mình giới thiệu một chút về năng lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan, vui vẻ, thích làm việc và em thích trải nghiệm. Sự đoản thì là hội họa, em vẽ rất là xấu. Còn nếu mà tật xấu thì em nghĩ là mình thất thường. Tức là có thể là sáng nắng, chiều mưa. Bạn có mối tình nào chưa? Dạ, nếu tính là mối tình thì em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, gần 2 năm. Rồi, đó là cái tiểu sử trích ngang ngắn gọn của bạn gái. Còn bạn trai thì như thế nào? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn? Tính của em thì rất là hòa đồng, mà cũng vui vẻ, cũng thích hài hước. Điểm yếu là gì? Có đôi khi thì cũng làm biến. Làm biến. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà mối tình song phương thì chưa có. Chưa có luôn. Mối tình đơn phương thì? Đơn phương thì có hai mối tình đơn phương. Vậy thì mình sẽ tìm đối tượng như thế nào đây? Dạ, em cũng rất là dễ tính. Chủ yếu bạn ấy hiền là được. Hiền thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả bạn? Dạ, cái hiền là được. Có một số cái nhỏ nhặt khác nhưng mà không thôi sao. Thôi kể luôn. Nói đi, luôn đi. Xem thế nào. Dạ, ví dụ như là thích nấu ăn ạ. Thích đi du lịch. Con người nên vui vẻ. Những cái tiêu chuẩn ảnh đưa ra thì em nghĩ là em được bao nhiêu phần trăm? Em có hiền không? Dạ, mọi người nói em hiền. Biết nấu ăn không? Em biết nấu ăn. Vậy là được rồi. Anh có nhiêu đó yêu cầu à? Vậy là bạn Kha, bạn thích mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Thứ nhất là phải có chất đàn ông. 32 tuổi chưa có bạn gái đó, tôi không biết có đàn ông hay không. Chút qua coi mới biết được. Dạ, hiếu thuận, kiếm được tiền nhiều hơn vợ. Có một ước mơ hoài bão để mà mình luôn mình cố gắng. Rồi, còn điều gì nữa không? Em thích những người đàn ông nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và đặc biệt là yêu trẻ con. Bạn trai, với những tiêu chuẩn bạn gái vừa đưa ra thì bạn nghĩ như thế nào? Em thấy thì cái điều cuối cùng là chắc rồi. Yêu trẻ con á hả? Dạ, em thì rất là thích con nít á. Và em cũng dụ được con nít khá tốt. Dụ con gái được không? Dạ, con nít thì con gái, con trai em dụ được hết.
Vụ gái lớn rồi. Vụ đồ thì không ở đây anh. Bây giờ thế này thì hai người thể hiện tài lẻ về mình chút xíu đi. Bạn trai có gì cho nó sâu tụ lên xíu không? Dạ em thì thích rock nhưng mà sợ mọi người ở đây thì nếu mà mạnh quá thì khó nghe. Không sao, không sao, càng mạnh càng tốt. Ở đây thích mạnh lắm. Trong đây phòng này kích động lắm. Vỗ tay quý vị. Đứng lên nào. Rock. Hoàng quả vô nha. Em cười thứ tha, gõ lên cánh cửa nhỏ, đánh thức ước muốn từng ngủ quên. Gọi tên tôi, thoát xa cơn mê này, trên vênh bờ đến sau bao gọi mời. Em kề vai tôi ngồi bên thềm, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cam rô để quay về. Ở đó có tôi với em, này đây tiếng gọi rất quen. Thôi ngọn lửa bùng cho mắt thêm sâu, hẹn ước ngày tháng em đêm. Dạ xin hết. Trời ơi trời. Này rock không nổi rồi. Này do rock nhưng mà rock mía. Ăn nước. Em hát một bài lại thì chị nghe cho nó xôm lên xíu ơi. Bạn kia làm bể quá. Dạ thì em sẽ hát bài Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chiêu phong đứng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi. Wow. Hay đấy, cô gái nhất hát là tôi phải là véo von, véo rất vậy. Chào em. Chào Hiền nha. Nghe giọng hát của em rất là hay, rất là xinh đẹp, giỏi nữa. Vậy thì tất cả hình như nó gần như hoàn thiện rồi. Em có yêu cầu gì bên đàn trai bên đây không? Dạ không. Không có đúng không? Dạ. Có yêu cầu có nhà cửa vợ luôn không? À, có nhà tốt ạ. Được. Vậy là em trai yên tâm rồi ha. Bạn không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lười biếng, phải biết chơi thể thao. Mẫu người lý tưởng của em là ai em? Dạ MC Phan Anh. Phan Anh hả? Khó à. Đây chắc Phan ngàn quá. Có chơi môn thể thao nào không anh? Dạ có. À, bạn lười biếng là lười biếng cỡ nào? Dạ nhiều khi Mấy ngày không có. Ngày nào cũng đó. Em nói chung cũng biết chăm sóc bản thân đó. Cũng sạch sẽ chứ không có ở dơ. Cái lười biếng cái gì? Lười biếng là nhiều khi nằm ăn ngủ cả ngày, cứ ăn mới ngủ không. Lâu lâu mới làm biếng. Bây giờ nó có cái này nè bạn. Dạ. Ở bên kia bạn gái đó cần người đàn ông phải thu nhập cao bằng ấy. Dạ. Vậy thì mình có một cái hướng phát triển tương lai nào đó. Em muốn làm gì đó cho riêng em không? Em thì rất là thích làm kinh doanh. Cái môi trường hiện tại của em thì khá là tốt. Em thấy là có thể phát triển được. Giám đốc cũng muốn ngỏ ý là muốn cổ phần, là tham gia vào với công ty. Đó. Thì đó cũng là một kế hoạch kinh doanh đó bạn. Kinh doanh đó. Hôm nay bạn nữ mình có đi với người thân không? Dạ em đi với em trai với em. Dạ. Rồi chào hai em. Dạ em xin chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Rồi chào em. Anh ở đây ạ. Thì em có thể nhận xét về chị gái của em là ngoài hình thì có vẻ là hơi nhỏ nhắn một tí, nhưng mà bên trong chị là khá là bản lĩnh. Thì nhận xét về cái anh bên này á, thì em về cái tính cách hay là cái ngoại hình á thì em không dám đánh giá. Nhưng mà em có một nhận xét đó là khá là vui và làm thú vị. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em trai. Rồi bạn trai đi có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với hai người bạn của em, là cũng học chung đại học từ năm 2002 đến giờ. Chơi với nhau. Rồi dạ, chào đâu chào hai em. Cô gái bên kia thế nào? Em chào anh Linh, chào chị Cát Tường. Với những gì bạn thể hiện ở đây á, thì em có hai cái đánh giá là thứ nhất á, bạn duyên dáng, và thứ hai là có chiều sâu. Còn về bạn em á, tóm gọn lại một câu là đơn giản, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Nếu như mà hai bạn mà có cơ hội, hai anh sẵn sàng làm cái nguồn cung cấp và thông tin rõ nét và chính xác nhất về bạn của anh cho em. Trời ơi. Có đồng minh, có đồng minh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Ta có 2 phút bắt đầu. Thì hôm nay gặp mặt thì anh cũng có món quà tặng. Em cảm ơn anh.
là con trai thì chắc nên nói trước những cái điều mà anh muốn hỏi hay muốn biết về em thì nó nhiều lắm. Sợ thời lượng chương trình chắc không đủ. Thì thôi em có hỏi hay đánh giá gì mà anh em nói trước nha. Trong cuộc sống á, anh có thứ gì mà thích vô điều kiện không? Chắc con nít. Con nít. Ngoài ra có gì nữa không? Giờ cũng chưa nghĩ ra. Đối với anh á, thì bạn gái và sau này là vợ á, thì anh sẽ xếp thứ mấy trong những cái điều mà ưu tiên trong cuộc sống của anh? Anh thì theo quan điểm thế này, bây giờ nếu mà em hỏi anh á, là bên vợ hay là bên mẹ, mẹ là mẹ anh, thì anh á, là có vợ thì bên vợ, có mẹ thì bên mẹ, có cả hai người cùng lúc thì anh im lặng. Dạ. Anh hỏi em. Em hết rồi. Em là giáo viên. Dạ, em là giáo viên. Giảng viên của đại học. Dạ. Vậy là em là thạc sĩ rồi. Dạ, đúng rồi. Thế thì em học cao anh. Bây giờ bạn cảm thấy là bạn phấn khích, bạn yêu quý, bạn nể phục hay bạn cảm thấy lo sợ, mất tự tin rồi dạ, rút lui? Không có lo sợ. Giọng mình bạn gái thì đâu có gì lo sợ. Mạnh mẽ lên. Dù em học cao hơn anh nhưng anh chắc chắn lương sẽ nhiều hơn em. Về cái chuyện mà em nói lương đàn ông phải nhiều hơn phụ nữ á, thì nói thật ra là về cái công việc hiện tại á, thì anh cũng có hướng phát triển rất là tốt, sau này là sẽ chăm lo cho gia đình. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Mình có thấy chút tình cảm gì nó nhen nhóm không? Em cảm thấy anh là một người chân thành, anh vui tính và anh là một con người đơn giản. Em cũng thích một người đàn ông mà suy nghĩ đơn giản. Nhưng cảm nhận của em về anh thì em muốn là một người bạn hoặc là một người anh hơn là một người bạn đồng hành. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Dạ. Rồi, mời bạn đặt tay lên nút. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ điều kiện gặp nhau, cơ hội gặp nhau và cơ hội để chúng ta bấm nút tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi rất là quý bạn. Khi mà tất cả những gì diễn ra bạn vẫn bấm nút, có chứng kiến, nói lên suy nghĩ của mình rất tốt. Cảm ơn. Bạn gái thì cũng rất rõ rồi ha. Có thể là nó cũng chưa có duyên với nhau, chưa hợp với nhau. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một nửa yêu thương trong chương trình Bạn Muốn Hòa ở câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ offline để các bạn gặp nhau, có thể có những cái tình yêu chéo. Và khán giả xem truyền hình ơi, biết đâu một trong hai bạn là đối tượng của mình thì sao? Hãy chọn cho mình một đối tượng, một nửa trái tim quý vị nha. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúng ta sẽ là bạn với nhau. Đúng biết rồi. Đâu đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhau, hỗ trợ được nhau rất nhiều trong cuộc sống. Giờ gặp cái ông không được không? Không tay được không? Thôi em không. Trời ơi. Nắm tay xã giao thôi. Giờ không cái từ thế cái câu trong không? Không đi. Thì tôi không mà không đại đi. Không biết coi. Không biết coi nè. Rồi chị, mời chị ngồi đây. Tường xin chào chị ạ. Chị tự giới thiệu chị bao nhiêu tuổi và chị tên gì, chị đang làm việc ở đâu? Mình tên là Hân, 42 tuổi. 42 tuổi. Làm gì giữa 42 gì đâu la dữ vậy? Đây không ta phải, ta có điều, ta ngạc nhiên rồi, từ từ rồi. Đâu ngạc nhiên. Bây dạ, giờ đây. Nè, coi chàng trai bên đây xuất hiện coi bốn mấy nè. Xin mời chàng trai. Chào anh. Giới thiệu em là Quyền Linh, 45 tuổi. Anh tên gì? Anh là Lê Văn Trương, năm nay 41. Lê Khoa Trương. Lê Văn Trương. Lê Văn Trương đang làm nghề gì? Em hiện giờ đang là lắp ráp mấy cái thiết bị như mấy cái bồn tắm, mấy cái bình nước nóng rồi cho mấy khách sạn đồ người ta xây mới đó anh. Anh làm nghề đó bao nhiêu năm rồi? Em làm đó cũng 3-4 năm rồi. 41, bên đây 42. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bạn này nhỏ hơn 1. Ôi chị Hương ơi, 42 tuổi thật luôn á hả? Ồ, sao chị trẻ dữ vậy? Trẻ không? Trẻ, bởi vậy hồi nãy nó giới thiệu 42 em mới ngạc nhiên em mới hỏi lại chứ không phải tự nhiên mà người ta gần nó 42 có ý. Cái tường ta... có 25 mà nhìn như 65. Chị Hương ơi, vậy hồi nãy chị chưa có giới thiệu là mình đang hiện giờ mình đang làm việc ở đâu hả chị? Bán tại nhà. Muốn bán tại nhà. Dạ. Vậy từ trước giờ chị đã có người yêu chưa? Có. Có nhưng mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả lúc chị? Trẻ.
Bây giờ chị cũng trẻ vậy. À, vậy là mình chia tay mối tình đó tới bây giờ là bao lâu rồi chị? Chắc mười mấy năm á. Mười mấy năm? Ủa vậy là trong mười mấy năm qua thì không có mối tình nào hết sao? Có quen bạn thôi chứ không có quen thân thiết. Ồ, tại vì sao vậy? Thấy không muốn quen. Tại sao lại không muốn quen? Chắc là có lẽ là mất cái niềm tin vào tình yêu đúng không chị? Dạ. Chị không tin đàn ông nữa hả? Không tin vào mối tình đầu thôi. Chứ đàn ông giờ ai cũng tin hết chứ. Hai anh Trương, sao anh buồn quá vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại nghe bên kia nói. Nghe nói đang lắng nghe em. Anh nghe thấy bên kia là mất niềm tin vào đàn ông rồi. Anh thấy sao? Chắc là tại gặp cái cú sốc gì xong rồi người ta không biết tin chứ. À, sao? Mười mấy năm qua anh được mấy mối tình rồi? Em nói chung là trước giờ chưa có bạn gái luôn. Cái gì? Chưa có quen ai luôn anh. Cái này là ta nói còn xin nè. Anh nói thiệt hay nói giỡn á anh? Không anh? Không, cũng có nhưng mà cũng mười mấy năm rồi. Mà lúc trước quen cái dạng thời đó quen đi học rồi quen cho biết vậy thôi chứ không phải là bồ bịch. Quen cho biết vậy đó hả? Hỏi thiệt là mối tình đầu nó hung chưa? Chưa anh ơi. Chưa luôn. Thấy gì ta? 41 tuổi mà chưa hung. Chưa có mối tình nào hết đó chị ơi. Chưa có tình nào hết. Anh gặp phụ nữ đứng cái bên anh có hồi hộp run rẩy hay là lo lắng gì không? Có, không có hồi hộp run rẩy nhưng mà mỗi lần gặp phụ nữ là như cục đất mà không biết nói gì. Không biết nói chuyện hả? Vậy là tao nói nhát gái nè. Đúng rồi, anh nhát lắm rồi. Nhưng mà em hỏi thật hay, nhưng mà anh có thích con gái không? Có như vậy. À. Thích không? Thích không? Thích gái thấy thì thích. Anh thích phụ nữ dạng như thế nào? Em thích gái mà nhìn ăn mặc gọn gàng thôi anh. Tính bình thì hiền. Ừ. Ui dễ quá, sao đó giờ chưa gặp hả? Trời ơi. Có rồi, nhưng mà dạng như cũng có thương thầm nữa anh. Thương thầm thương nữa? Không nói. Thương thầm bao nhiêu người rồi? Ít là một hai người anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà nhát gái vậy rồi làm sao? 41 tuổi mà chưa có mối tình nào dắt dai là chết rồi. Vậy nghe bên kia ảnh nói anh đó giờ ảnh chưa hung luôn đó. Chị thấy sao? Không ổn. Không ổn? Sao lại không ổn chị? Có gì đâu không ổn, này tốt à. Hiền quá. Hiền quá hả? Chị không thích người hiền hả? Bản lĩnh. Cái hiền với cái bản lĩnh nó không có liên quan đâu. Người ta hiền người ta vẫn bản lĩnh mà. Ờ, nhưng mà em muốn hỏi là lý do tại sao chị lại tham gia chương trình, trong khi chị nói là bao nhiêu năm nay chị không có thích chị... Trong thời gian đó là nuôi cháu. Nuôi cháu. Xong rồi cái gần đây á, một người bạn mới đăng ký giùm. À, và ngày hôm nay thật sự trong lòng chị có muốn là có được một cái, tìm được một người bạn có thể đi cái đường dài với mình, nói chung là một người bạn đời ở chương trình này hay không? Cũng muốn mới đến đây. Bây giờ em hỏi chị nha. Vậy cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của chị như thế nào? Nhìn em mới tương xứng. Tương xứng là như thế nào? Về mọi thứ. Cỡ anh đó được không? Được không? Làm gì hồi hộp vậy? Cũng còn rung. Cũng còn rung hả? Bên đây được lắm. Phải không? Được. Sao chị? Giờ có nôn nóng gặp anh bên đây không? Giờ rất nôn nóng. Chị có vẻ hơi e lệ. Em vẫn e lệ. Anh bên kia còn e lệ nhiều. Em giờ làm sao chứ? Chúc chị qua chứ ôm hung ổng đại cái. Ổng chưa được hung lần nào luôn. Hung theo, ổng đùng ổng xỉu liền á. Đại nó, làm đại thương cái con sao. Mạnh dạn lên. Em sợ nó xỉu đại mà. Hả? Hãy xỉu đâu có sao đâu chị. Nó không xỉu sao đâu. Em đỡ không nổi đâu. Xỉu các tường đỡ. Chị có cái chuẩn người nào chị muốn không? Chịu cao, ốm, mập. Bên đây mập lắm á, được không? Đây là 9 mấy ký á, được không? Cân đối. Cân đối ha, vậy mới là khó đó. Tương đối, em đâu có biết cái tương đối của chị là sao đâu mà em biết đâu gặp ai biết được. Trời ơi, mấy người mà bây không có đưa ngồi, ra cái chuẩn ngồi mới lên khó coi, ngồi cười lên thẳng lên giống như gà rù vậy sao được. Dạ chào anh. Thẳng lên ngồi thẳng lưng lên, lên cười tươi lên coi, cười tươi lên. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ giờ anh coi như em là chị bên kia đi. Thí dụ giờ đầu tiên họ kéo màn lên, anh nói gì với em, anh làm gì anh làm thử. Hùng không được hả? Gặp em hỏi thăm bình thường, hỏi là nhà ở đâu rồi hỏi chi nữa, bây giờ hỏi rồi giờ gặp cái ôm không được không? Hôn tay được không? Nắm tay thôi em không hôn thôi, nắm tay xã giao thôi. Giờ hôn cái từ thử cái con rung không? Thôi hôn đi chết rồi, thì cho hôn mà hôn đại đi. Hôn miếng coi, hôn miếng coi nè. Thấy chưa, năn nỉ hôn mà không hôn nữa. Thôi. Mà không đúng ra trong rung quá trời luôn á. Em mà nhát gái lắm chị Cát Tường ơi, nhát lắm. Nhát lắm không sao hả? Trời ơi. Em mà mỗi lần em gặp mà gái thí dụ mà đối tượng em thích là em ngồi là em thiệt ngồi riết người ta chán luôn, em ngồi em ré à, em không có nói gì á. Vậy làm sao mà lấy vợ đây, làm sao tôi làm mai làm mối đây? Vậy giờ em cũng không biết làm sao. Mà giờ muốn lấy vợ không?
Cũng muốn á chị. Muốn thì bây giờ ráng chút xíu đi, tôi biểu tập. Bây giờ tập thử nắm tay tôi cái coi. Hôn miếng coi. Đó, được rồi. Cảm giác sao, cảm giác sao? Dạ. Sao? Hơn. Vậy nha, một chút xíu mở màn lên là cứ vậy mình tiến tới nha. Ê. Chưa hôn đúng không? Phụ nữ có hôn anh chưa? Cũng chưa luôn. Chưa luôn. Mới hôn em đó. Hỏi hùng, coi. Hôn tay các thường nó thơm. Cảm xúc sao, sao anh? Nói vậy đó ta chỉ thơm. Vậy là mất nụ hôn đầu tiên rồi nha. Dễ thương lắm nhưng mà không biết giờ em không biết diễn tả làm sao nữa. Thôi bây giờ kéo màn lên. Cứ gọt là biết. Mà anh nhát quá à. Trời nhát mưa. Đâu cần quá dạng đâu. Một hai ba nhà qua hung liền nha. Chịu không? Hả? Hơi kỳ lắm anh ơi. Hả? Kỳ gì không kỳ? Cái nói từ từ anh ơi. Gì từ từ? Từ có hai người mới hung được. Rồi là hai, ba. Ê! Làm gì chào. Có món quà anh tặng em nè. Trời, gặp phụ nữ mà giống như chào má đi học mới về. Không được. Hả? Từ từ cái gì, từ từ anh ơi. Không đại đi, không hôn tôi không à. Hả? Từ từ coi, anh hôn đi. Chị ơi, bây giờ chị, cái cảm xúc của chị khi mà nhìn thấy ảnh thì trong chị cảm thấy như thế nào? Tôi nói với anh sao, em cứ nhận xét. Thấy anh nhát á. Thì anh nhát nhát lắm, anh hiền. Bây giờ hai người nắm tay vô thử cảm giác thế nào. Kệ nó không sao, đây nè, đây nè, đây nè, nắm chặt. Không im nha, không buông nha. Thử coi cảm giác sao. Giữ im nha. Cảm giác sao? Bình thường lắm. Gì kì, nắm tay không có cảm giác gì hả? Trời đất ơi, nãy hôn tay cái từ nó thơm. Chị thấy sao, chị cứ nói đại trong người chị cảm nhận anh sao? Tức ông này quá trời luôn vậy đó. Anh cảm nhận quá. Anh nhát quá đúng không? Em thì không thích người nhát, em thích là phải mạnh dạn hơn em. Thấy đó. Chưa, mạnh dạn lên. Đúng rồi, anh nhát. Chị thể hiện cái gì đừng nhát đi. Em là em cũng thiên về cảm xúc. Nếu em có cảm xúc thì em mới nhấn nút. Trời ơi. Nói nha, phụ nữ phải nhìn thẳng đôi mắt để tìm hiểu chứ nhìn đâu lấy ở ngoài không vậy. Thôi mặt mày đỏ ao cho máu nó dồn lên tới lỗ tai luôn rồi nè. Bởi vì em nhét cái mình đúng đúng không? Em nói vậy đó, em gặp phụ nữ em không biết nói gì, em chỉ hỏi thôi. Bây giờ anh nói một câu thôi nè, một câu thôi kết thúc liền nè. I love you. Nói thử coi, nhìn thẳng nói thử coi. I love you. Có gì đâu khó đâu. Bây giờ con trai là gặp phụ nữ là quỳ xuống cầu hôn. Anh làm được đó không? Này mới quen bình thường rồi chứ chừng nào mình cảm thấy sâu động mới cầu hôn chứ anh. Đúng rồi. Chứ tự nhiên cái mới gặp nhau cầu hôn sao được. Ai mình phải lại, mình phải từ từ mình mới cầu hôn. Ví dụ mà tình cảm hai người tìm hiểu nhau mới cầu hôn chứ anh. Rồi hết giờ. Hết thời gian. Suối quá trời suối luôn vậy đó. Nhờ đặt tay ra sau ghế anh nha. Đặt tay suy vô, nghĩ nha. Đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Đồng ý hẹn hò thì bấm nút. Không đồng ý hẹn hò thì không cần bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời chị. Mời anh. Chị xích xích vô. Lý do tại sao chị không đồng ý nhấn nút chọn ảnh? Em thấy ảnh rất là dễ thương mà. Cảm giác như không có cái gì cảm xúc lắm. Không có cảm xúc lắm. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với chị? Thì em thấy cũng tuổi tác cũng hợp nhau thì được thì mình lấy mình. Nói em thấy ông nhát quá thì nó cũng không có thuận lợi lắm. Nhát về hoài ế luôn á. Thay mặt chương trình thì xin chúc anh chị sẽ tìm được một nửa của mình. Có thể ở đây hai anh chị không có kết đôi với nhau nhưng mà biết đâu đó khi tham gia chương trình thì nó có nhiều cái cơ may khác sẽ đến với mình. Mong rằng anh chị sẽ tìm được hạnh phúc. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ.
và giọng cộng với tắc ạ. Điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát. Có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Xem cho chị. Rồi, ngồi đi em. Bạn gái tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên cạnh ạ. Rồi, chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi, hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng Nghệ An. Dạ, đúng rồi ạ. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là và bạn gái bên cạnh. Em tên là Phan Bà Tiên, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang hướng chị. Hiện đang làm cơ khí chế tàu máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Rồi, vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi, chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào? Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và giọng có nguyên tắc ạ. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói. Và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Mấy cái người sạch sẽ này thường xuyên là tắm lâu lắm à. Có không? Dạ có. Trời ơi. Tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng một tiếng nè. Ôi thấy chưa? Thì nhiều khi tắm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm gì. Bạn nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ, điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới thì, hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát. Có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Rồi bây giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi, đúng rồi, làm, về sự nghề cùng anh. Rồi. Quý vị cho một tràng vào tay ạ. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ nghề với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mằn tiếng nói nọ giống ai. Rồi, Dương hay rồi, nhiều đó là hay rồi. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Lý do tại sao? Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Vì em ít nói nữa, nên là họ rất là khó gần. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa, chưa cần tài luôn chị. Trời ơi. Thấy chưa, còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Và một mối tình thì em cũng đi làm được một năm. Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và cô ấy, khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh. Nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Rồi, thôi, chia buồn với em nha. Dạ, vâng. Nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nam ngoài hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, bạn trai cao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi ạ. Dạ
Được không em? Được rồi. Dạ được chị. À, về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn chút xíu ạ. Có chị câu tiến. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính toán quá chí lý á chị. Và keo kiệt ạ. Em có keo kiệt không trai? Không, em là một người rất là lãng mạn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Như vậy là tốt rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều em quan tâm nhất đó là cùng quê. Nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết kính trên nhường dưới và chăm chỉ làm việc, có hiểu. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê. Nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Bình Phước thì em có một miếng đất nhỏ. Lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê. Có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, miếng mà ở quê thì cũng có nhà luôn rồi. Có nhà và có một miếng đất riêng. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiểu và được chăm sóc bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này một cái. Em có thích làm dâu không? Dạ em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì rồi, đều được ạ. Tốt, một cái chặng đầu đã qua. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thêm một tuần em sẽ lên bàn gái vào ba buổi. Rồi, nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ em thì thời gian cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok, thôi vậy chị đã được thấy được rồi đó, hợp rồi đó. Dạ. Rồi, họp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt. Để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi thôi mà. Dạ. Tết anh thường về quê với ai? Dạ em thường về một mình thôi anh. Bạn trai thường về quê với ai? Với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Dạ. Đây có mối rồi ha. Dạ. Ví dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, như vậy là ổn rồi. Dạ. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Đúng đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân ạ. Rồi, cho chị gặp bạn của em nha. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ, vâng. Rồi cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Con bổ sung thêm một chút là anh của con á là rất chăm chỉ, đi làm về không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Nhưng mà con thấy chị gái bên kia được không? Dạ, rất xinh ạ. Hợp với anh trai con không? Dạ, hợp. Hợp ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Dạ, em chào anh. Thôi, chào em. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Và anh có món quà này sô-cô-la. Dạ. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về giữ chân một người con gái. Chu đáo quá ha. Hoa rồi kẹo rồi còng chân nữa ha. Em cảm ơn ạ. Rồi em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Là cái gì vậy em? Anh có thể thử băng chiếc thắt lưng của em được không ạ? Ừ, mở ra đi em. Anh có thể tháo thắt lưng của mình ra. Không và... cần tháo đâu, đeo đi. Đeo đi. Tháo nó tuột, giữa chừng mệt lắm. Đeo luôn đi, đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Cởi ra, cởi vô, nó tuột, mất công nữa. Nó tuột, ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh rất thích cái phong cách của em. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Rồi, dạ. Anh cũng vậy. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Em rất là thích. À, anh cũng rất là lãng mạn. Hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động. Một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Được. Anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Và anh có một câu nói như thế này. Là nếu em muốn chọn một người đàn ông dựa vào và những có một bờ vai vững chắc, những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc,
thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy, để em có sự lựa chọn riêng mình. Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em vừa vãi vững chắc. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng. Khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những cái không khí âm nhạc cùng anh. Em mới hỏi em có về Bình Phước với anh không? Dạ được. Okay. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm này em. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Một cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. Bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chúc mừng chàng trai Thanh Trương nhá. Nào, nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kỳ vậy? Chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là dây. Dây này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái dây tay, nhưng mà cuối cùng là lại nhầm, lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối quá đi nhầm đúng không? Thôi, chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Chí Thắng thuộc về các bạn. Em gái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Rung chị. Rung. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Xin phép bạn. Xin phép em nhé. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó à? Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết không có rồi. Có với anh. Này uống được với anh. Trời, cái gì mà không muốn không lại ông muốn ông giấu bớt bớt đi. Giới thiệu về mình đi bạn, giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Thì xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Hoài, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo. Năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồi thì em không ăn. Thôi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Ủa đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết à. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em biết ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng thì hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Nếu quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu luôn. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi?
Dạ, em có hai mối tình ạ. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết à. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không đâu không. Nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp được đối tượng. Hồi đó trời ơi, gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Này, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết, bậy à. Đừng nhìn bên ngoài đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Anh hỏi có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhân vào trong đó. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời anh đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc lắc vậy? Tính cách cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, không có quyến chết. Rồi, em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em lúc còn thấy người ta hung á, em có cảm giác giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi rồi. Người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sống liên quan chớ mà bậy nữa. Chỉ có phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Bây giờ em ngồi đây, em kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha, được không? Kêu chị cái bên kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà em, hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Không phải, em chưa hung chị đồng ý. Em chưa có bạn trai đó, mình xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Thôi xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp với em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn á. Không dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Gì ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Dạ. Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng nhèo eo eo. Tao mắc cỡ tính nít tao vậy mà. Ủa sao yên. Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè, thôi đi về bển đi. Eo eo nữa luôn. Bển đi. Khổ ghê á. Khó tao làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mà chị em. Không ổn, có lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi bây giờ anh hỏi thằng gái nè, em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính, vui dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa. Dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài à, càm dạ. Ràm đó hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Không, thiệt tình dữ vậy. Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Đây. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À, được. Dạ. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À. Này chắc không có đâu. Yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Hai. Thấy uống được chứ anh. Trời cái gì mà ta. Không muốn không tôi lại ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ uống được thiệt tình tốt cũng được. Dạ không thiệt thà. Không anh thiệt thà. Thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó ha. Dạ hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học, bạn đồ, không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ, chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời.
cho nói chuyện em ruột chút coi. Có khi nào tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có khi có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ, rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của Hải Thảo, dạ, của bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn, chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à? Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá, cố gắng. Dạ. Đấy, nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là các bạn hết. Cho em đi học gì, học kỳ quân đội chứ hả? Nói với trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Anh bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? À, dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ, đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Dạ. Cảm giác em như thế nào? Cảm giác ảnh như thế cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà, em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ anh thích. Được rồi. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không chơi ok nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà cũng đưa tay đó thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay thì mình. Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Lên ăn xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng có xỉu nha. Không phải thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nha, chắc phải tôi đi theo quá. Tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Máy nước nóng. Mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà, em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không?
công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng, có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cổ nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Được rồi. Nào hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ sến quá. Sến quá. Dạ em nói sao mà cũng đưa tay chứ thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Quỳnh Linh kêu nắm tay rồi. Quỳnh Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Lên đằng xong hả? Đứng xỉu nha cưng. Cứ xỉu nha. Không có thể thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nhau chắc phải tôi đi theo quá. Tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Máy nước nóng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Giờ điểm mạnh của em thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương đó là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Miễn bình luận. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thi. Năm nay em 32 tuổi. Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm tiền trợ lý phòng kinh doanh của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn Thi và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Duy. Năm nay em 34 tuổi. Em nhà ở Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ sư dịch vụ cho một công ty kinh doanh về xe cơ giới công trình. Bạn có nói cụ thể cái nghề của bạn là gì? Công việc của em là bàn giao thiết bị rồi hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng. Xe công trình là xe cơ giới hàng nặng. À tức là mấy cái xe cẩu, xe đồ. Dạ, đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Chà, hai bên này cũng có thể hỗ trợ với nhau được nè. Thì có gì đâu, xe du lịch hư lấy xe cẩu tới cẩu về. Hợp lý. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Theo mọi người nhận xét thì em là một người sống rất là tình cảm. Khi mà tiếp xúc ban đầu thì có thể là em khó gần. Qua một khoảng thời gian em có thể làm bạn với bạn đó thì em mới thân thiện được với bạn đó, chứ em không thể mà vồn vã được lúc đầu. Nghe bạn gái nói như vậy bạn cảm thấy như thế nào? Thì em cũng là một người như vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Những hoàn cảnh không đáng thương thì không thương. Mình không có miễn bình luận. Sao nữa bạn, còn gì nữa, điểm mạnh, điểm yếu? Về việc nhà thì em đều biết làm hết. Ví dụ như là giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà. Nấu ăn cũng biết chút chút. À, coi như làm hết rồi. Dạ. Đúng không? Sửa chữa đồ cũng làm được hết. À, giỏi. Anh Linh ơi. Hả? Hồi nãy em có nghe anh bên đó nói là ảnh rất dễ mau nước mắt. Nhưng mà có một cái em muốn hỏi ảnh là ảnh có thể nói rõ hơn không? Chứ sau này mà gặp ai ảnh cũng thương thì cũng không có được. Đó, đúng rồi. Sao em? Anh lời đi cưng ơi. Thì Thi ơi, anh thương người này á là em cũng hay xem chương trình như là Vượt Lên Chính Mình anh. Dạ, thì mình thấy có những cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì khi mà đài truyền hình làm cái phóng sự về họ
Thì có những lúc mình thấy họ khổ quá mà sao họ vẫn cố gắng được, thì tự nhiên lúc đó không hiểu, không biết sao nữa mà nước mắt mình cứ chảy xuống. Hoặc là đi ra đường thì mình thấy những đứa trẻ hoặc những người già, người ta đi bán vé số hoặc đi ăn xin nữa, thì mình cũng thấy thương họ lắm, cũng cố gắng mua cho họ một hai tờ vé số gì đó. Đây là cái tâm đấy em. Cái này là dạ, thương người là thương vậy. Về chứ không phải gặp cô nào đẹp thương đâu. Gặp mấy cô gái đẹp có thương không em? Dạ thương chứ chị. Hả? Thương luôn hả? Nếu cô khổ là dạ. Cũng là người đó. Nói vui thôi. Cái này là cái ta xác định rõ ràng chứ đâu phải gặp ai thương đâu. Tình yêu thương là dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình dạ. cảm thấy mình đồng cảm, mình thương. Đó dạ. Yên tâm chưa? Dạ. Không biết bạn có kinh nghiệm gì tình trường nào không? Em có một mối tình cách đây cũng 5 năm rồi. Em cũng đã thành vợ thành chồng rồi. Bọn em đã ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi anh. Có con cái gì chưa em? Dạ em có đứa con trai 4 tuổi rồi chị. Nhưng lý do tại sao chia tay vậy em? Bọn em lúc mà quen nhau thì cũng quen vội vàng á, thấy hợp tuổi nữa thì... Sao biết hợp tuổi? Dạ thì bên gia đình, bên bạn, bên vợ cũ nói vậy. Được có 1 tháng thôi bọn em cưới nhau rồi. Vội vã quá ha. Hoàn cảnh của bạn trai như vậy thì em có cảm nhận như thế nào? Trước khi em muốn có một vài câu hỏi với bạn này. Rồi em hỏi đi. Anh cho em hỏi là hiện tại giữa anh và cái chị đó có còn bạn bè hay là đã cắt đứt luôn anh? Vẫn thường liên lạc em tại vì anh vẫn hay thăm nuôi con anh á. Hiện tại thì con anh đang sống với anh hay là sống với chị anh? Sống với chị đó. Người đó có gì chưa? Vợ của em thì cũng mới lập gia đình rồi. Rồi khỏe. Lo quá. Liên lạc là vì đứa con bắt ruột á. Liên lạc đây là vì mình có đứa con chung thì phải liên lạc trách nhiệm rồi. Làm cha làm mẹ thôi, người ta cũng có gia đình rồi, cũng yên tâm em, không có gì đâu em. Em muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi đi cho thỏa mãn. Thôi chị có gì em hỏi riêng. Tại mặt em chị thấy còn hoang mang dữ lắm luôn á. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Cao từ 1m7 trở lên. Có luôn. Không mập, không bụng bự. Có không? Có luôn. Có là có bụng bự hay là không? Người ngồi kế bên mới có bụng bự. Có là có theo yêu cầu của em. Không, em thấy anh Linh là cũng mút rồi, không có bụng bự đâu anh, đừng lo. Gì nữa em? Dạ, không hút thuốc. Có không em? Dạ không anh. Không luôn. Nữa là không gia trưởng. Trong một mối quan hệ á, thì nếu mà phát sinh chuyện gì hay là như thế nào thì phải nghe ý kiến của hai bên, chứ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của người đó lên em. Em không thích. Được không em? Dạ được, cái này em có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Giờ nói chung chung đi. Có một cái người thần tượng nào, người hình mẫu nào không, nói cho nó gọn luôn đi. Hình tượng người mẫu á thì em không có đâu, tại vì mỗi người một bản tính khác nhau. Nhưng mà về người đàn ông của gia đình á thì em nghĩ là em thần tượng anh Linh. Rồi. Bên nhà trai thì sao? Bên nhà trai đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào? Nhất là biết làm việc nhà, biết nội trợ, biết quan tâm chia sẻ đó cho nhau. Không có hay cằn nhằn, chịu thương chịu khó thì rất là tốt. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ nữa không? Em không thích người phụ nữ chào chị. Chào em không thích người phụ nữ ghen tuông mù quáng, nhiều chuyện hay gì đó. Công việc mình ổn định không em? Công việc của em thì cũng tương đối ổn định, nhưng mà em hay đi công tác, tại vì xe thời thường là ở các cái tỉnh, nhanh thì 2-3 ngày, còn lâu lâu thì cũng phải cỡ 2 tuần. Cái hướng lập nghiệp của mình sau này là mình có định phát triển cái ngành nghề của mình hay phát triển kinh doanh cái gì thêm không em? Trước mắt là mình làm tốt về bên kỹ thuật á, được thì mình sẽ tập trung thêm bên bán hàng nữa, thì để mình cải thiện cái thu nhập của mình. Mình phải phấn đấu gấp đôi người ta nha. Dạ. Chúc em sớm thành công. Cảm ơn chị. Rồi đến qua anh có vài lời với đàn gái thôi. Chào em. Một anh chàng có vẻ không được may mắn lắm. Trong tình duyên anh nghĩ rằng anh ấy cũng đã đủ chín chắn nhìn lại chặng đường vừa qua. Đây là một người anh nghĩ rằng rất là hiền, dễ thương. Quan điểm của em á, cái việc mà một người họ đã từng ly hôn một lần á, em thì cũng không định kiến về cái việc đó lắm. Em quen một người, em muốn một người đó là chững chạc, trưởng thành. Và nếu mà một người họ đã từng gãy đổ một lần thì có thể là họ sẽ nhận biết được là họ khuyết ở chỗ nào, để có thể là họ sẽ không có đi vào vết xe đổ đó nữa. Rồi. Dạ. Cảm ơn những suy nghĩ chín chắn của em. Thay mặt đàn trai cảm ơn em. Tốt. Mình nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với chị và bạn của em. À có mẹ với chị nữa. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Chào cô. Tính tình thì cô thấy là cũng được. Con cái là cô
đi làm việc đi xa quá là không biết. Dạ con chào cô. Cái việc đi công tác xa là cũng đi cùng nhiều người, cùng nhiều đồng nghiệp nữa, không phải đi mình con cô ạ. Lâu nhất là mấy ngày? Dạ lâu nhất thì cũng khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Dạ. Thưa cô, con cũng thường đi công tác xa. Dạ thường thì cũng đi cả tháng, 2 tháng không mà cô. Dạ. Quan trọng là bản lĩnh đó cô. Thi ơi, mẹ thấy bạn trai thì cũng được đó, nhưng mà tùy quyền quyết định của con. Rồi, cảm mẹ hiền cô. Quá. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ hiền và phúc hậu nữa. Em đi với ai? À, dạ hôm nay em đi với lại chị gái và em họ. Chị ruột ha? Dạ chị ruột. Dạ con chào cô ạ. Chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Thì đầu tiên thì chào em Thi. Nhìn em thì rất là xinh, rất là dễ thương. Chị cảm ơn em là em thông cảm với cái hoàn cảnh của Duy nhà chị. Hôm nay đến đây chị rất là lăn tăn, bởi vì mình không có lăn tăn là về tính cách của nó hay là về công việc hay là này kia. Nhưng mà chị lăn tăn là có thể là bạn gái sẽ không có thông cảm với hoàn cảnh của Duy. Nhưng mà khi mà nghe em nói thì chị rất là vui. Hai em mà đến được với nhau thì tốt, còn không đến được với nhau thì làm bạn với nhau cũng được. Chị vẫn cũng xem em là em và em có thể xem chị là chị. Rồi, bây giờ thì để cho hai bạn gặp nhau ít phút. Kéo màn. Kéo màn lên. Nào, hãy chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ với hai bạn nhé. Đây có mua hoa tặng em. Em có cảm giác nhận gì về anh không? Dạ thì em cảm nhận anh là một người điềm đạm, chân thật. Ừ, anh thì thấy em cũng dễ thương. Thì cho anh hỏi là em có cái sở thích gì không? Sở thích của em thích nhất là em thích đi du lịch. Một năm em đi khoảng 5-6 lần là được rồi. Đi đâu đi 5-6 lần, năm dữ vậy em, tiền đâu đi nhiều vậy em? Dạ không, có tiền thì mình đi xa, không có tiền thì mình đi gần vậy. Đi chừng vài cây số cũng đi du lịch vậy. Sở thích của anh đó là sửa chữa xe cộ, rồi trồng hoa, nhất là hoa phong lan này, anh thích trồng lắm. Hoa này có phải anh trồng không? À không, cái đó anh nhờ khác trồng. Anh thích, sở thích anh là thích đưa những người đi du lịch. À, anh cũng thích đi du lịch nữa, đặc biệt là đi mà bằng xe máy thì anh thích, rất là thích. À vậy đi phượt ha. Thường cuối tuần anh hay làm cái gì? Ngày xưa thì anh hay dành cuối tuần là đọc sách này nọ, nhưng mà bây giờ thì nếu mà cuối tuần anh ở đây thì anh có thể anh về Vũng Tàu anh thăm con anh, chạy xe ôm. Cũng hơi bất ngờ, chạy xe ôm công nghệ á. Xe công nghệ ngày chạy cũng nhiều lắm em, ngày kiếm 3 triệu cũng được á. À, xe này miễn phí luôn không anh? Ừ, tất nhiên rồi em. Dạ. Ủa anh, nãy em có nghe anh nói là anh hay đi công tác đúng không? Đúng rồi, xe nó không có bị hư hỏng gì á thì mình cứ ở đây thôi. Tức là không phải là ngày nào cũng đi. Dạ thì đúng nào rồi. Có xe hư mới đi. Dạ xe hư hoài. Dạ xe hư nhưng mà nhiều khi công ty cũng phải sắp xếp luân phiên nhau á. Đúng rồi, chứ không phải ai bắt đi hoài đâu. Đặt mình đi không. Mà xe hiện đại giờ nó ít hư lắm em ơi. Cũng hơn 2 năm rồi, anh cũng không quen ai. Mình anh em mình gặp nhau thì cũng là cái duyên. Rồi anh cũng hy vọng là anh em mình có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Thì lúc đó em sẽ hiểu hơn về anh. Anh mong là em sẽ không ngại với cái hoàn cảnh của anh. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cho anh bắt tay với em gái thế nào? Chị lo. Anh ngưỡng mộ em đấy, một cái người rất bản lĩnh. Chị biết là em còn rất nhiều cái suy nghĩ lăng tăng ở trong đầu. Chị biết và chị cảm nhận được điều đó. Nhưng mà em đã vượt lên được điều đó và nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai bạn nắm tay nhau đi. Hy vọng với cái cơ hội đầu tiên ngày hôm nay là cái duyên. Mẹ ngồi đây đúng không? Cũng hơi lo lắng chút xíu. Con nghĩ là cái bấm nút đó là đúng đó cô ạ. Có thể hai bạn ấy sẽ tìm hiểu nhau. Điều gì đến sẽ đến. Đầu tiên ta hãy là những người bạn với nhau. Và sau đó tình yêu nó đến thì con nghĩ hôm nay là một ngày rất đẹp đấy. Mặc dù chúng ta không xem bói. Dạ. Để tặng hai bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian lãng mạn xung quanh những cụm rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng nha. Anh Linh có nói là điều gì đến sẽ đến đúng không?
Thì vô tình hôm nay là trong cặp em nó có một cuốn sách, cũng tựa là Điều Gì Đến Sẽ Đến. Và em muốn tặng cho bạn đó. Dạ, cảm ơn chị. Gái đâu, và tất cả khán giả trường quay cũng như khán giả xem truyền hình cũng đang rất lo. Cảm ơn chị. Điều gì đến sẽ đến các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Và trước tiên mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy, em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm, kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu rồi. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi, thường em chỉ có công việc thôi, làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa, mà tuổi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao, muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biến trào, để thấy bờ bến rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều đó, cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bạn không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu. Nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em. Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Mệt quá khỏi hát rồi. Thì lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng mà. Rung quá hay sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng 1 năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. Anh con trai một hả? 2. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý rồi. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa rồi, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Rồi thôi về bển đi. Mà 8 này nó hoài à. Mình ở với mẹ. Bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình.
Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa thì kỳ vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ không biết sao. Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Dạ, mẫu bạn trai của em á, thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to con một chút. Tính cách á, thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À dạ có, em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ, hiền phong độ. Phong độ ha? Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ, rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu, bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn này tính rất là nhút nhát. Ví dụ như là gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung, nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tụi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Em chào anh. Chào em. Anh bên đây em dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nãy giờ, ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Anh kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn. Nghi lắm. Gặp cái chuyện đó chứ chuyện đó. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình đừng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn 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 tay, hôn tay, nắm luôn. Nắm luôn. Trời ơi. Cái nữa đây. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái qua. Cái nữa luôn. Làm luôn, lâu luôn. Đúng má, cái luôn, nhào luôn. Được rồi. Thôi, anh được rồi anh ơi. Để sau đi anh. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á, anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Ừ, như hồi nãy em có nói rồi đó, quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lạc mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dễ chơi. Sao tặng con khác mà tặng con cò? À, là anh chuẩn bị cái này là để cho tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim ra con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2
hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới, mình đồng ý hẹn hò, mình nắm tay nhau được rồi. Đường má đó, giờ đường má đường đó.